Anh Duy nha, sắp tới sẽ chuyển đổi qua thức ăn ô bẹt nha. Đây hiện tại đây là những mặt hàng mà anh Duy đang sử dụng, hầu như là 100% thuộc thị sản ô bẹt. Đây là sản phẩm dinh dưỡng và tăng trọng, đây phúc tốn về lớn rất là nhanh và hiệu quả. Đây cũng là sản phẩm tăng trọng ăn kết hợp cùng với Casifort. Đây sản phẩm này là giá rất là mềm, đây Bufuta nha. Đây giai đoạn 200 con là ăn có thể ăn ok luôn. Còn đây là sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan, Biotikman. Sản phẩm này cũng ngăn ngừa cái ký sinh trùng cũng như hạ pH đường ruột. Đấy, sản phẩm này tương đồng giống như axit hữu cơ nha, giống như virucid. Đấy, và cái sản phẩm này nó ngăn ngừa được cái phân đắng á và phân lòng. Còn ở đây là Casifort. Đây sản phẩm Casifort là cung cấp khoáng chất cần thiết cho tôm. Sản phẩm này là ăn hàng ngày được nha, nó màu trắng và rất đậm đặc. Đấy à, vâng, đây là hơ cua. Thì sản phẩm hơ cua đây sản phẩm thẳng thảo dược gan rồi. Sản phẩm này là sản phẩm chiến lược của công ty, vừa có thể ăn được và tồn cho ăn được và tạc được nha. Còn đây là Bacillus number, đây sản phẩm mới ra của công ty OPS. Sản phẩm này là mình ủ yểm khí với một cái đường phèn và 6 lít nước đó, và mình ủ 24 tiếng. Đấy. Ở đây đây sản phẩm beta glucan C, sản phẩm này là tăng cường sức đề kháng nha. Đấy. Đấy, rất là tốt và cũng có thể trộn cho ăn cực trưa rất là hiệu quả. Đấy, và ở đây là Biogon. Đấy, hiện tại cái thùng này còn nguyên nha. Đấy, ở đây sản phẩm men vi sinh nóng to đường ruột, giúp cải thiện phân lỏng cũng như phân trắng rất hiệu quả. Quá tuyệt vời. Hiện tại hai áo này của anh Duy hiện tại là tôm về size rơi vào tầm 25 con. Đấy. Về size tầm 25 con và 107 ngày. Hai áo này diện tích mỗi áo tương đương 1.600. Đấy. Hai áo. Đấy. Hiện tại là 107 ngày nhưng mà nước của anh khá là đẹp nha. Đã sử dụng vi sinh PPT Acylobac. Đấy, hầu như anh Duy đang sử dụng 100% thuộc thủy sản bên đây. Rồi, giờ mình cùng tiến vào xem tôm. Đây giờ mình cùng vào xem tôm của anh Duy nha. Hiện tại ở áo này là áo sáng á. Áo góc là áo trên kia. Tôm nhìn đã lâu rất là dài luôn. Đây tận bên kia rất là bự. Hầu như anh đi ăn 100% sản phẩm của thị sản bên anh này. Sao anh Duy? Ok. Ok đúng không? Này là tầm là 7 ngày hả? À, quá tuyệt vời. Đi vô, giờ mình chuẩn bị đi qua xem tôm ao góc nha. Hiện tại sáng nay là giỏ tôm cỡ này này. Đấy, cỡ này là hai thùng cái lỗ luôn đó. Đây, đây ao góc. Trời, rất là đẹp. Nhìn tôm bụng của xí cỡ này là chắc khá là xúc nhảy ạ. Wow, đây là ao góc nha. Ao này nhiêu con anh? Ăn 3 con. 3 con. Quá tuyệt vời. Tôm cỡ này á, đấy. Lượng nhiêu ngắn? 16 tấn rưỡi, 7 tấn. 10 áo hả? Ừ. Quá tuyệt vời. Chắc có 14, 15 tấn. Hai áo rơi vào tầm 14, 15 tấn nha. Đấy. Quý khách hàng và bà con có nhu cầu sử dụng thuộc thủy sản và giọng và hay là thức ăn được này là liên hệ qua số điện thoại 0818075075 nha. Rồi, em Trương hẹn gặp lại quý khách hàng và bà con ở những video tiếp theo.